Tại sao Thành Cát Tư Hạng trở nên vĩ đại? Bản thân những kỵ binh Mông Cổ không mạnh bằng những hiệp sĩ châu Âu, không tài giỏi bằng những kỵ binh Macedonia hay để cho Ottoman. Nhưng khi lực lượng kỵ binh Mông Cổ cùng nhau tác chiến, họ là đội quân mạnh nhất. Họ giống những con sói hoang trên chiến trường, sinh ra trên lưng ngựa và sinh ra là để chiến đấu. Đến thế kỷ 13, theo ước tính có khoảng 100.000 binh sĩ Mông Cổ luôn ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Quân đội được xây dựng từ những tổ 10 người. Đơn vị lớn nhất của họ là cấp sư đoàn với khoảng 10.000 binh lính, tương đương với một sư đoàn hiện đại. Tuy nhiên, số lượng không phải là điều họ chú ý, nhất là bởi dân số Mông Cổ khi ấy thậm chí chưa tới 2 triệu người. Do đó, thay vì số lượng, họ tập trung phát triển những chiến thuật độc đáo và kỹ năng tác chiến tinh nhuệ cho quân đội. Vốn là dân du mục, lớn lên trên yên ngựa và đâm đuổi trên các thảo nguyên rộng lớn. Người Mông Cổ nổi tiếng thiện chiến, vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung. Bạn đồng hành không thể thiếu của họ là những con ngựa. Họ trở nên vô cùng mạnh mẽ khi chiến đấu trên lưng ngựa. Ngựa cũng được coi là một chiến binh, một trong những thứ vũ khí không thể thiếu của người Mông Cổ.